Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Trong phần 1 thì anh Thắng chia sẻ với Nhân Anh cũng như khán giả về những kinh nghiệm khi du lịch ở Âu Châu, và một trong những cái kinh nghiệm mà phải khi mà du khách tới là phải rất là lưu ý, đó là chuyện bị móc túi rất là nhiều, và cách làm sao mà để mà mình biết mình nhận dạng được những ai mà có thể tới mà làm phiền tới mình, đúng không ạ? Đúng vậy. Thì như trong phần 1 chúng ta đã nói về một sơ về một số những cái hư chiêu của các tay du lịch thư sinh rồi ha. Thì bây giờ qua cái phần này đó, thì khi quý vị đi du lịch, nhất là qua Âu Châu, thì tôi đề nghị quý vị không bao giờ đeo cái túi mà giống như phía trước ngay cái bụng mình đó. Người ta hay nói là cái túi đó túi bao tử đó, nó phải giống không như ạ? đồ tượng vậy đó. Nhưng mà quý vị đeo nó để tiền trong đó, để giấy tờ trong đó, quý vị mất rất là nhanh. Thành ra họ đánh, họ có cái hư chiêu họ làm mình mất rất là nhanh. Thành ra quý vị tuyệt đối là không có nên dùng cái đó để mà đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình mặc áo có túi nhiều hoặc là có quần có túi nhiều. Thành ra mình cũng đừng có tự tin là những cái túi của mình để như vậy là chắc ăn. Đó. Tại vì ở trên mình đang đi xe điện chẳng hạn, họ chỉ làm hai ba người đụng vào người mình và họ móc cái nào mình không biết. Thành ra rất là nhanh. Thành ra cái tốt nhất mà quý vị có thể về tránh được đó là quý vị có thể mua một cái túi đeo ở cổ đó, và cái túi đó mình để giấy tờ hoặc tiền bạc mình để trong cái người mình, Giống như mình để trong cái áo của để mình trong để cái áo không? áo ngực của mình đó. Quý vị phụ nữ cũng vậy, mà đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta đỡ nhất. Thành ra họ có đụng vào người mình họ cũng không có dễ dàng để họ trổ tài được. Còn ngoài ra thì có nhiều cách, mình cứ đinh ninh là mình bảo vệ được, nhưng mà mình sẽ không có hiểu được tại sao họ lấy được. Thì cái điều đó mà chúng tôi rất là muốn chia sẻ cho đến quý vị, và đặc biệt là cái điểm mà chúng tôi vừa nói đó, chẳng hạn là cái túi mà đeo vào trong ngực đó, chẳng hạn như văn phòng đó, tôi lúc nào cũng đưa cho du khách mỗi người một cái túi như vậy để đeo vào trong ngực của mình. Như vậy thì cái phần mà xác suất để mà tránh mất mới đỡ. Chứ còn không thì tôi nhớ hoài một cái kỷ niệm là có lần trước cũng có chia sẻ đến quý vị khán thính giả. Đó là trường hợp tôi đến Thụy Sĩ, và khi tôi đã gặp một đoàn Việt Nam từ Việt Nam sang, họ đi chơi ở bên Ý, và họ đến họ nói với tôi là một nửa xe mất hết passport tiền bạc này. Thành thật chúng ta thấy đó, thứ nhất các tay dựng thủ thư sinh họ nhận diện được mình là du khách ngay, và họ biết mình hay giấu tiền ở đâu. Có nhiều người nói giấu tiền ở dưới chân đó, dễ lắm, không, cũng không phải, họ biết hết. Tức là nơi nào mà mình giấu tiền thì thường thường là những cái tay đó họ biết đoán hết được, rồi. nó biết chưa. Họ có thể làm bộ ngã xuống, họ chụp chân mình, họ làm như ngã, nhưng mà lúc đó họ lấy tiền của mình cũng không biết nữa. Thành ra tốt nhất vẫn đeo một cái túi vào ngực, và cái đó là cách bảo vệ tốt nhất cho trong chuyến đi Âu Châu. Và đặc biệt là trong cái đi Âu Châu đó, thì trong trường hợp mà quý vị đã bị móc túi, mất hết passport, Thì như vậy làm như thế nào anh Thắng? Thì rất anh nghĩ sao? Chắc lúc đó là sẽ giống như là chắc là sợ nữa, mình hồi hộp mà giống như là lo lắng là không biết làm Đúng sao mà rồi. về lại Thành được. ra tôi thì tôi nhất là quý chúng ta ở bên Hoa Kỳ, thành ra quý vị có bị mất passport, cái điều quan trọng đầu tiên đừng lo gì hết, tiện mất là mất rồi. Thành ra chúng ta chỉ biết làm sao giải quyết vấn đề thôi. Thì cái giải quyết đầu tiên là quý vị lúc nào phải nhớ trong cái đầu đầu của mình đó là cái Social Security Number. Thành ra cái số đó rất là quan trọng. Chúng ta không cần một cái giấy tờ gì cả, chúng ta không cần copy passport. Nhiều người cứ lầm tưởng phải copy passport, không cần điều đó. Chúng ta chỉ cần nhớ cái số đó, chúng ta vào tòa đại sứ Hoa Kỳ là họ có tất cả thông tin của mình hết về cá nhân mình. Thành thử cái quan trọng là cái số security number là cái đầu tiên là phải nhớ. Có nghĩa là mình khi mà mình đi mất cái passport ở ngay Âu Châu, một nước ở Âu Châu mà mình đi tới, thì mình sẽ liên lạc tới cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ ngay tại cái chỗ mà mình đang đi du Thì lịch. dĩ nhiên thì khi mà tôi nói như vậy, tức là mình có phải hình dung, thí dụ như mình tới những thành phố lớn thì có tòa lãnh sự hoặc có tòa đại sứ thì mình mới lên làm giấy tờ được. Còn nếu chúng ta ở những đang ở trong một cái thành phố nhỏ thì chúng ta phải mất thì giờ Phải đi đi tới một thành lên phố tới lớn đó. thì từ đó chúng ta mới làm được cái passport mới. Thế tuy nhiên thì cái chuyện làm như thế nào, chúng ta có thể tốn một ngày, có thể tốn 2 ngày, tùy theo vào cái ngày nào. Thứ bảy chủ nhật là tòa đại sứ Hoa Kỳ hoàn toàn nghỉ. Thành ra nếu chúng ta mất vào thứ bảy, chúng ta phải đợi qua Thứ thứ hai hai, mới đi được. Tuy nhiên đầu tiên là mình phải đi làm cái police report, tức là đi cơ bót á. Thì cảnh sát họ sẽ cho mình một cái report, thì mình đem cái đó để đi tòa đại sứ Mỹ. Cái mục đích cái report đó để cho chúng ta biết là chúng ta có mất, chúng ta có khai mất với cảnh sát, lỡ cái passport cũ của mình có ai sử dụng như gì thì mình
không có chịu trách nhiệm nữa. Yeah. Đó là một phần. Và đồng thời thì mình phải khai mất những tiền bạc, những cái gì vân vân của mình thì mình khai ra. Về thì có thể chúng ta khai, chúng ta được trừ thuế hay là cái gì đó. Cái đó là vân vân. Thế tuy nhiên thì ngoài những cái vấn đề mà phải đi làm cái passport mới, ngoài cái report đó, thì tôi đề nghị quý vị lúc nào cũng enjoy. Chuyện mất chúng ta mất rồi, đúng không? Yeah. Thành ra mình bây giờ rầu rĩ hoặc là nó bực tức rồi rốt cuộc mình không coi được cái gì ngay cái chỗ đó. Chỗ đó thì thế này phải nói thêm á, ở đâu cũng vậy, người xấu quá, người tốt quá. Thành ra một cái thành phố lúc nào nó cũng có người tốt nhiều hơn người xấu. Thế tuy nhiên thì mình không may là mình bị người xấu nó móc túi, nó giật đồ thôi. Thì Yeah. cá nhân tôi cũng đã từng bị như vậy. Thế Yeah. tuy nhiên mình giờ mình làm gì? Thành ra mình thay vì mình rầu rĩ thì mình dùng cái thời giờ đó, mình không biết làm gì, mình đi dạo những thành phố, mình đi chơi những cái điểm đó. Nhưng mà lần này thì mình khôn ngoan hơn, tức là mình phải cất kỹ tiền bạc còn lại để Yeah. chúng ta không có bị mất mát thêm. Và cái điều đó là điều mà tôi nghĩ quan trọng nhất. Tại vì tôi vẫn quan niệm là trong cái rủi nó có cái may, nhưng mà trong cái may đó mình có biết sử dụng nó hay không thôi. Yeah. Chứ giờ mình cứ rầu rĩ, mình không đi chơi cái thắng cảnh đó, mình cứ nghĩ cái thành phố nó rất quá tệ, thì mình mất tất cả những Cái niềm vui rồi. cái enjoy Dạ. trong lúc mà cầm cái tour du lịch. Dạ. Và thật sự là khi mà đi du lịch thì thường là tâm lý của người Á Châu của mình là thường đem lỉnh kỉnh đồ đạc nhờ, mặc là nhiều khi lại đem nhiều cash nữa, mà đi như vậy thì rất là nguy hiểm đúng không ạ? Thành ra đi Dạ. đâu quý vị cũng nên có một cái credit card rất là quan Dạ. trọng, và Dạ. tiền cash mình đem một số nhỏ thôi chứ mình không nên quá nhiều. Tại vì tất cả các xứ ở bên Âu Châu hay là một số tất cả các nước trên thế giới bây giờ hầu như mà chúng ta đi đều có nhận được credit card cả. Dạ. Thành ra cái điều đó chúng ta không cứ phải carry quá nhiều tiền cash, mà dù có nhiều tiền cash thì mình vẫn phải có credit card để phòng hờ. Dạ. Và điểm đặc biệt nữa là giấy tờ passport của mình, tiền bạc của mình hoàn toàn phải để khác nhau, Dạ. chứ không nên để cùng một cái túi có passport, có tiền bạc chung với nhau. Ăn trộm, móc túi, pickpocket có lấy thì lấy tiền của mình, chứ họ không cần lấy cái passport của mình làm gì cả. Dạ. Thế tuy nhiên lỡ cùng nằm mình trong đó thì lấy nó quăng thôi, chứ Dạ. nó họ cũng không xài được. Dạ. Thành ra chúng ta cẩn thận như vậy. Dạ, hy vọng là những cái lời khuyên và những cái chia sẻ kinh nghiệm của anh Thắng sẽ cho những anh thì mà có dịp mà khi nào mà đi tới Âu Châu sẽ lưu ý những cái điều đó, và cũng mong là những cái kinh nghiệm này sẽ giúp cho khán giả khi mà có dịp đi Đúng Âu rồi. Châu Thành sẽ thử một không cái bị như quan trọng vậy. nữa Dạ. là khi chúng ta đi chơi bất cứ đâu, ngay bên bất cứ chỗ nào trên thế giới, chúng ta không cần đeo những cái đồ hàng hiệu, Dạ. không cần đeo dây chuyền, không cần đeo ngọc trai, và không cần đeo những cái gì mà gợi cái lòng tham cho những người khác. Tại vì Dạ. chúng ta đang ở một cái xứ sở có nhiều an toàn, chúng ta tưởng ở đâu cũng giống như vậy là chúng ta rất là lầm. Dạ. Thành ra ở nhiều khác, nơi khác họ sống nghèo khổ hơn, và cái thành phần đó nó cũng tung hoành nhiều hơn vì lý do du khách đến xứ sở Dạ. họ. Dạ. Cảm ơn anh Thắng, và những anh sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, trong lần trước thì rất là khác với những chương trình lần trước nữa, thì mình lúc nào mình đi tới một nước nào đó thì anh Thắng lúc nào cũng giới thiệu cho Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt TV những cái nơi mà đến để mà thưởng ngoạn. Thì nhưng mà mình có một chung trong chương trình lần trước thì mình lại nói về một cái kinh nghiệm mà một trong những chỗ mà thường mùa hè người ta đi nhiều nhất, đó là Âu Châu đúng không anh Thắng? Đúng vậy. Thì thực sự thì có lẽ mùa hè là cái mùa mà du khách đến Âu Châu rất là đông. Dạ. Thứ nhất là chúng ta cũng tò mò về một cái văn hóa, về một cái kiến trúc, và đồng thời ở Âu Châu phải công nhận nó có nhiều cái địa điểm để cho người ta có thể đi chơi mùa hè rất là thoải mái, rất là vui nhộn. Chẳng hạn như chúng ta đến Paris chẳng hạn, chúng ta đến Rome, chúng ta đến bất cứ thành phố lớn nào ở Âu Châu đó, thì mùa hè là cái mùa mà qua một cái mùa đông lạnh với mùa xuân vừa bắt đầu ấm lên, thì người ta đón cái mùa hè rất là sầm uất và nhộn nhịp. Thành thử chúng ta đến với một cái thành phố như vậy đó, thì ngoài cái chuyện chúng ta thưởng thức được những cái điểm văn hóa hoặc những kiến trúc của nó, thì chúng ta phải có để ý một cái điều là chúng ta rất là dễ bị sa ngã vào những cái gọi là cái mê mẩn của cái mình không chú ý đó. Dạ. Chẳng hạn chúng ta đến cái tháp Eiffel, thí dụ vậy, chúng Dạ. ta thấy cái tháp nó đẹp, nó đứng ở dưới cạnh bên chân cờ chờ cái con sông sông Sen,
Thành ra chúng ta đi dạo xung quanh chúng ta thích thích thú lắm, và rất là một cái điều mà nhiều khi từ nhỏ đến lớn mình có một ước mơ như vậy. Và hoặc là chúng ta đến Roma chẳng hạn, chúng ta cũng đều có những cái gọi là Colosseum, chúng ta thấy nó hấp dẫn mình lắm. Thành ra tất cả những cái nơi chốn đó đều là những cái chỗ mà các cái tay gọi là móc túi, pickpocket này, rồi những tay mà cướp giật, thì nó phải nói thêm cái này, ở Âu Châu rất là ít cướp giật. Họ lộng hành về móc túi thôi. Nhưng mà thí dụ như cướp giật thì phải nói đến ở bên Ý chẳng hạn. Chúng ta đến Roma thì có thể là nơi đó thì tôi thấy rõ ràng là bị cướp giật nhiều lắm. Bị cướp giật là có nghĩa là Có người nghĩa ta mình đang đeo cướp của ví mình hoặc luôn. cái gì mà nó giật trên người mình đó thì mà gọi là cướp giật, hoặc là đeo những cái vòng vàng hay là cái gì, hoặc là ví của phụ nữ chẳng hạn, nó có thể giật. Thì đó là một cái cướp giật tôi thấy ở ngay ở Âu Châu. Còn tất cả những thành phố khác qua cái kinh của tôi đi đó thì tôi nhìn thấy thì móc túi là một nghệ thuật. Phải nói là Âu Châu, nếu mà ở chỗ khác thì tôi không biết, nhưng mà móc túi ở Âu Châu là một nghệ thuật. Mà nhiều khi cái nghệ thuật đó mình phải ngưỡng mộ đó. Tại vì mình nghĩ mình rất là kỹ, mình rất là không thể nào mất được nhưng mà vẫn mất. Vậy thì làm sao để mà khi mà du khách đến một nơi mà biết là ồ chỗ đó dễ bị móc túi lắm nha, nhưng mà thì làm như thế nào để mà chuẩn bị để mà đừng có bị như Thường vậy? thường thì khi chúng ta đi chơi đó, thì chúng ở đây chúng ta đang nói chuyện một cách tổng quát. Thành ra quý vị có thể đi tour, quý vị có thể đi cá nhân qua Âu Châu. Thành ra chúng ta rất là cẩn thận. Đi Âu Châu, tất cả phương tiện giao thông của Âu Châu đó, phần lớn là đi xe bus, phần lớn là đi xe điện. Hoặc là dĩ nhiên nếu mà đi tour thì chúng ta đi xe bus không nói. Nhưng mà chúng ta nếu mà đi cá nhân, chúng ta đến bất cứ một thành phố nào, chúng ta rất là cẩn thận. Những cái hành lý của chúng ta, những cái backpack của chúng ta có thể là nó làm rất là nhanh. Và cái điều đó là chúng ta phải cẩn thận. Thành ra lúc nào đó thì mình phải có một số những cái, có thể cho chia sẻ một số kinh nghiệm để cho quý vị khán thính giả có thể biết được cái điều đó. Chẳng hạn như chúng ta tránh làm quen với bất cứ một người lạ nào khác, hoặc là có một người lạ lân la đến mình để hỏi thăm này nọ thì mình cũng tránh đi, tuyệt đối là tránh. Tại vì mình giống mình tưởng nó bình an an toàn như ở bên Mỹ chẳng hạn, hoặc là an toàn như ở bên Nhật chẳng hạn, thì cái điều đó chúng ta rất là lầm. Tại vì có nhiều người ăn mặc rất là sang trọng, rất là coi giống như là một sinh viên, giống như là một giáo sư, giống như là một người giàu có chẳng hạn. Nhưng mà nếu quen với mình đó thì thực sự đó là, đó là những tay mà diệu thủ thư sinh, có những cái huy chiêu rất là hay. Thành ra có những lần tôi bắt gặp có những tay nó móc túi người vợ ngay trước mặt người chồng, nhưng mà người chồng vẫn không biết. Nhưng mà nếu mà đứng xa mình đã nhận biết được những cái dạng người móc túi như vậy rồi thì tôi biết ngay, thì tôi đứng xa tôi nhìn tôi biết ngay là cái người móc túi. Và họ lấy rất là nghệ thuật, là người chồng vẫn không Có thấy nghĩa mà người vợ là ôm cái ví trong người mà vẫn nó rút ra mà không biết, lấy rất là nhẹ nhàng mà không biết rất được nhẹ luôn. nhàng. Thành ra nhưng mà cái đó là những người ăn mặc, mình cứ tưởng là tay là buôn bán hoặc là những người service, họ có thể để qua có nhiều huy chiêu lắm. Hoặc là thứ nhất là chúng ta đi tự nhiên thấy có một đám đông nó cứ ào ào đi tới mình, nó làm bộ nói chuyện xin nói chuyện lung tung hết, xong rồi chỉ chỗ này chỉ chỗ nọ, nó coi như là cái cảnh đẹp quá chẳng hạn, thì nó đánh lạc hướng mình chú ý theo cái lối nói chuyện của nó. Và khi mà họ chỉ cho mình như vậy đó thì mình bị hớ rất là nhiều. Và cái phần hớ hênh đó là họ có người móc cho mình ngay, móc túi mình ngay. Thành ra thường thường là mình dễ bị lắm. Và cái thứ hai là người làm quen, họ có thể đến cố gắng làm quen mình. Họ hỏi tôi chưa bao giờ nhìn thấy đồng đô la cả, đó trong khách sạn 5 sao đó. Và Thành có thể cô là ở bên bên Mỹ, cô có biết cái đồng 1 đô la làm sao cho tôi để xem được không? Mình đưa cho họ xem, thế là 1 đô la thôi, không gì, nó trả lại đàng hoàng cho mình. Nhưng mà khi mà mình lên lầu mình biết tất cả tiền bạc của mình mất hết. À, thành ra cái đơn giản của nó là một tay ảo thuật. Thành ra mình không biết cái đồng tiền họ đưa lại cho mình có bị thuốc hay là gì không, mình không biết. Nhưng mà lúc mình tỉnh mình trở lên trên phòng thì mình biết mình mất hết tiền. Không? Rồi hoặc là đứng ở chỗ công cộng mà mình có thể móc tiền ra. Ví dụ vừa nhất anh nói anh có thể cho tôi mượn mấy đồng để tôi mua này, tôi mua đủ tiền. Mình cầm ví là mình móc móc ví, như vậy là người ta biết mình để tiền ở đâu. Thành ra cái chuyện mà lát nữa tiền của mình không cánh mà bay thì mình cũng đừng ngạc nhiên, nó rất là điêu luyện. Và còn đang đi chơi thì tự nhiên thấy có một người rất là bảnh bao, một cô xinh đẹp hoặc là một anh chàng rất là đẹp trai đang đi, tự nhiên đụng người mình cái, nhưng mà mình quay lại mình nhìn trong cái ví, mình có thể phía sau lưng của mình, tức là cái chỗ ví mình cái nút đã được mở ra rồi.
họ rất là nhanh, thành ra mình có thể nói là trăm thứ chiêu để cho mình có thể bị móc túi. Thành ra tốt nhất thì tôi vẫn đề nghị với quý vị là nên không làm quen với ai, tránh xa ra, và khi người ta đụng với mình thì mình phải quay lại ngay nhà mình và đừng có gọi là cảm ơn ai cái gì, điều gì cả. Và thực sự là cầm máy ảnh của người khác để mà quay chụp hình hộ cho họ, hoặc là mình nói họ chụp hình cho mình đều nguy hiểm như nhau hết. Thành ra tránh tối đa những cái chuyện đó. Đó là một trong những cái điểm mà tôi muốn nói, tức là mình không có để ai đụng chạm đến người mình, thì đó là một cách tốt nhất. Và khi mà đã đụng chạm đến người mình, mà nếu ba bốn người đụng chạm đến người mình đó, là chắc chắn 100% là họ đó. Thành ra lúc đó phải hét lên, chứ còn mình đứng cứ cười hoặc là mình lại tưởng họ thân thiện là không có đâu. Cái đó là rất là quan trọng. Thành ra cái quan trọng là mình không làm quen biết ai và tránh xa tất cả mọi người đụng chạm đến mình. Còn sau cái phần sau đấy, chúng ta có thể nói cái cách làm sao để mà bảo vệ cái tiền bạc của mình, bảo vệ giấy tờ của mình, thì có thể chúng tôi sẽ có dịp chia sẻ đến quý vị khán thính giả trong cái phần Phần sau. sau. Dạ, cảm ơn Thắng rất là nhiều.